bầy chim bông tươi liu lo sau nhà. Ô kìa, người yêu bông tươi tự tình là với ta. Ô kìa kìa, vườn hoa bông rừng kết hoa muôn màu. Trời xanh mây trắng xoa, người yêu xinh quá khiến ta đang yêu đời. Ô kìa, đàn em bông tươi hát ca vang dần. Hát vang dần. Ô kìa, bồ câu bông tươi tự tình là trước sân. Ô kìa kìa, đàn hoa mướp kia bướm ông là đà. Người yêu duyên dáng hoa, trời hồng trên má khiến ta bông yêu đời. À, xin cho ta vui cơn vui như điên, xin cho ta say cơn vui hôm nay có bao giờ đâu. Dù trong phút giây đời ta biết say. À, xin cho ta vui cơn vui đan lên, xin cho ta say cơn vui đan lấy có bao giờ đâu. Bầy ngang bông tới cắn yêu chân người. Ô kìa, người yêu bông khóc giận hơn là với tôi. Ô kìa kìa, một đôi bướm say lướt bay trên trời. Người yêu như bối rối, lặng nhìn không nói khiến tôi bông yêu đời. Liu lo sau nhà. Ô kìa, người yêu bông tới tự tình là với ta. Ô kìa kìa, vườn hoa bông rừng kết hoa muôn màu. Trời xanh mây trắng xoa, người yêu xinh quá khiến ta bông yêu đời. Ô kìa, đàn em bông tới hát ca vang dần. Hát vang dần. Ô kìa, bồ câu bông tới tự tình là trước sân. Ô kìa kìa, đàn hoa mướp kia bướm ông là đà. Người yêu duyên dáng hoa, trời hồng trên má khiến ta bông yêu đời. À, xin cho ta vui cơn vui như điên, xin cho ta say cơn vui hôm nay có bao giờ đâu. Dù trong phút giây đời ta biết say. À, xin cho ta vui cơn vui đan lên, xin cho ta say cơn vui đan lấy có bao giờ đâu. Bầy ngang bông tới cắn yêu chân người. Ô kìa, người yêu bông khóc giận hơn là với tôi. Ô kìa kìa, một đôi bướm say lướt bay trên trời. Người yêu như bối rối, lặng nhìn không nói khiến tôi bông yêu đời. Người yêu như bối rối, lặng nhìn không nói khiến tôi bông yêu đời. Khiến đời bông thành vui. Tính An Giang hả? Tôi giao là đóng mẹ ruột chứ không đóng mẹ ghẻ nha. Không tự nhiên ra đóng mẹ ghẻ là sao? Chứ làm gì có hai thằng con gì bất hiếu dữ vậy nè. Trời ơi, tôi nói anh nghe còn nhiều con nó mất dạy hơn vậy nữa. Thằng kìa, bất hiếu cỡ này đừng có nói mẹ ghẻ nha, mẹ ruột cũng quánh nữa. Đâu có được. Trời ơi, anh làm mẹ mà anh giải quyết vậy là không được. Thấy không, bây giờ gặp trường hợp vậy, coi tôi là mẹ, tại viên tôi là mẹ. Giờ tôi giải quyết chứ coi. Giải quyết phải không? Giải quyết cho coi. Rồi. Bây giờ anh Thảo vẫn đóng còn bất hiếu. Tôi con luôn phải không? Còn Sơn, đóng vai chồng của tôi. Ủa sao tự nhiên có chồng đây nữa? Gặp mấy con bất hiếu phải có chồng với chị chứ. Có lý. Ở cha nè, quanh kia. Quanh kia. Đó, con bất hiếu đi. Mày dám quậy không? Có chồng rồi nè. Tương tá ngon lành rồi. Quậy là chết cha con. Vậy đấy, chơi kỳ vậy. Bất hiếu ngang.
chơi gì hồi nãy là hai đứa con, bây giờ tự nhiên là giao mình tôi làm con bất hiếu, hai người chơi cái giọng cha mà. Cha mà chắc luôn hai người phải không? À. Ủa mà quay tưng cho coi nè. À. Rồi bất hiếu về tới. Con, hôm nay em đi học hả con? Nghỉ. Tại sao không đi học con? Tại sao phải đi học? Tôi đi học về đặng mà nửa lớn lên tôi cài đặng cho mấy người hưởng hả? Ngu sao? Trời ơi, nó nói vậy kìa ông. Ông làm cha làm gì? Làm gì? Vớt nó. Để tôi, để tôi. Bất hiếu mà. Ờ. Vậy, muốn đánh hả? Ông mà đánh tôi cái đó, tôi vớt ông liền đó. Đúng không? Ngon à, tướng tao bự hơn mày nè, nghe tỏi nè. Bự bự chứ. Bữa nay mày không đi học phải không? Rồi sao? Mày nhất định không đi học. Nghỉ. Ngày mai mày đi học phải không? Ngày mai nghỉ luôn. Ông làm gì tôi? Nghỉ, nghỉ tuần luôn đi con. Nghỉ luôn tuần cho nó khỏe con. Con nghỉ tuần cho nó khỏe nghe. Trời ơi. Chặt tù rồi ông nội. Sao chặt? Cha là gặp mấy trường hợp này chơi nó liền. Không tự nhiên chịu vậy. Không, con phải từ từ đó. Để nó từ từ mình dạy nó. Nó đang mệt mà, nó đang mệt trên người. Cho nó nghỉ khỏe một tuần đi, đi học lại. Ha. Hỏi tiếp đi. Rồi con nghỉ một tuần ở nhà làm gì con? Tại sao phải ở nhà? Nghỉ phải đi chơi á. Đi Hawaii một tuần lễ dẫn ghệ đi chơi được không? Ở nhà với hai ông bà chán lắm nè. Nó đâu dẫn ghệ đi chơi kìa. Dẫn ghệ đi chơi. Ngon ha. Để tôi. Nói gì mày? Vớt nó. Mày đòi gì? Đi Hawaii. Mày đi Hawaii. Chơi một tuần lễ. Ờ. Mày dẫn ghệ đi. Xin thêm 5,000. Một tuần lễ mà nó đòi 5,000. Cho không? Xài gì đủ con, lấy 10,000 đi con. Ơi ông đội ơi, ông đội. Trời ơi, làm cha vậy tiêu mẹ nó rồi. Thì nó xài 5,000 đâu đủ một tuần lễ mà, 5,000 gì đủ. Nhưng mà không có được. Mà để tôi dạy nó. Ê, mày đừng có nhiều chuyện mà nó tới nó lui hoài cả mày. Bây giờ mày muốn cái gì mà nói đại đăng lần đi, tao giải quyết. Tôi muốn mua chiếc mô tô xe cầu. Mô tô xe cầu? Mày biết đi mô tô xe cầu là nguy hiểm lắm không? Cho chết cha luôn. Tao không cho mày đi mô tô xe cầu. Tao không cho mày đi mô tô xe cầu. Tao sẽ mua cho mày chiếc Mercedes đi cho an toàn. Cảm ơn cậu. Thôi được rồi. Được rồi, ông giải quyết vậy hay lắm. Không, tại vì giàu quá mà tiền nhiều quá cho nó xài đi. Chết mình chết cũng vậy, để cho con cái nó xài mà. Ừ, hay lắm. Ừ. Ông giải quyết vậy quá hay luôn. Ừ. Vậy ông với nó ở nhà nha. Ừ. Tôi đi. Đi đâu? Casino. Làm gì? Ê, xài tiền cho nó đã. Ê, mẹ ơi, gì đâu có giải quyết được gì đâu. Mẹ. Ê, bà mẹ giải quyết gì chết rồi. Mẹ đi casino. Ê. Này người tình ơi, cần bên anh đến đây cùng em mình say sưa trong giấc mộng, rồi ngày mai ta sẽ không còn bên nhau.